Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Trong video hôm nay đó, Thuận chủ yếu sẽ dành nhiều thời gian để mà chia sẻ với các bạn cái thông tin lớn nhất mà ở đâu các bạn cũng nghe nói tới trong thị trường crypto này đó chính là thông tin liên quan tới đợt merge của Ethereum. Thì tối ngày hôm qua đó, Thuận đã thức khuya hơn một chút để mà chia sẻ với các bạn cập nhật của The Merge và các bạn đang thấy trên màn hình đó The Merge đã hoàn thành vào lúc là mười giờ bốn phút tối giờ cali và không biết là nhiều bạn cũng có nhiều cơ hội giống như là tình hình bây giờ của TM ra sao The Merge đã thành công chưa và chúng ta có đồng mới hay là không có cái sự kiện tách chuỗi hay không có nghĩa là có cái uh, ethereum proof of work vẫn tồn tại hay là không? Thường cũng chia sẻ với các bạn là cái tương lai của ether sẽ ra sao và ảnh hưởng đến mạng lưới như thế nào, cũng như là có phải là cái sự kiện này sẽ dẫn đến ethereum uh, sẽ bị SEC để ý và liệt vào chứng khoán. Đó là những gì thường sẽ chia sẻ với các bạn cùng với một số những thông tin nổi bật ngày hôm nay. Nhưng mà đầu tiên hết á, thì chúc mừng ethereum đã thành công chuyển thành Proof State. hôm qua thường đi chia sẻ với các bạn cập nhật cũng khá là thành công không có cái trục chặt gì cho đến thời điểm bây giờ đó chúng ta vẫn thấy được là có những lốc đã được tạo ra trong cái hệ thống đồng thuận Proof Stake rồi bắt đầu từ tối ngày hôm qua từ 11 giờ 45 như thường chia sẻ với các bạn. Cho nên về cái phương diện kỹ thuật đó thì cập nhật rất là thành công Nhưng mà chúng ta cũng có một số những câu hỏi là bây giờ cập nhật đã thành công rồi Thì cái số thợ đào của Ethereum đó bây giờ họ ra sao Có phải là họ sẽ tách chuỗi hay không hay là họ sẽ qua đào đồng nào Thì trước đây chúng ta nói khá nhiều về là thợ đào đó có thể là nhảy qua để mà đào những đồng như là Ethereum Classic Nhưng mà chúng ta thấy được là có một đồng nữa hôm qua cũng được nói tới rất là nhiều đó chính là đồng Ergo Thì chúng ta đã thấy được là đồng Ergo này đó từ ngày 14 tháng 9 chúng ta đã thấy trên màn hình là cái tổng số tốc độ đào đó là 41.76 TH và tính cho đến tối ngày hôm qua đã lên tới 405 TH thì các bạn thấy được là từ 4 mấy lên tới 405 đó là tăng 90 lần à, trong thời gian chỉ có một ngày mà thôi nhưng mà sau đó đó thì các bạn thấy được là đã trả trở về một phần lớn bây giờ đó tổng số tốc độ đào của đồng Ergo này là 195 nhưng mà ngược lại đây chúng ta nhìn vào cái tài liệu liên quan tới e tim Classic đó thì e Team Classic đó cũng được rất là nhiều tốc độ đào chúng ta được là hôm qua đó ngày 14 tháng 9 thì ở mức là 78 TH cho đến cái đỉnh điểm của tối ngày hôm qua đó là lên tới 311 TH bây giờ tuy đã trả trở về nhưng mà không có trả về nhiều như là Ergo có nghĩa là tốc độ đào nhảy qua đào Team Classic sau đó vẫn phần lớn là ở lại để tiếp tục đào Team Classic không giống như là Ergo. Và đương nhiên câu hỏi kế tiếp đó là mạng lưới của Ethereum Total đầu cũng rất là cao. Phần còn lại đi đâu? Chúng ta nghe nói tới là những thời đào ra muốn tách chuỗi để có thể tiếp tục có mạng lưới Ethereum Proof of Work, à, nhưng mà chúng ta lại không thấy đồng đó xuất hiện. Nhưng mà ngược lại các bạn lại thấy được là có một số những sàn như là Bybit đã cho các bạn đồng Ethereum Proof of Work rồi. Có nghĩa là đồng ETHW này thì có nghĩa là gì? có phải là đã có sự tách chuỗi xảy ra hay không? Thì các bạn thấy được là cho đến thời điểm bây giờ đó vẫn chỉ có một đồng Ethereum mà thôi, đó chính là đồng Ethereum Proof of Stake, cái đồng mà đã chuyển thành hệ thống cổ phần rồi. Nhưng mà chúng ta cũng có một thông tin á, à, khả năng là hôm nay sẽ có thêm một đồng Ether nữa tách rời ra cái chuỗi đó chính là đồng Ethereum Proof of Work. À, và có một số đội đó nói là họ sẽ cùng nhau để mà tách chuỗi, nhưng mà trong vòng 24 giờ cho đến thời điểm bây giờ, đã thường làm video là khoảng 7 giờ tối giờ Cali Vẫn chưa có hiện tượng tách chuỗi xảy ra Vẫn chưa có một cái chuỗi mới, theo thường biết Nhưng mà chúng ta cũng đã biết đó là có ba cái hội đào lớn đã lên tiếng nói là sao ủng hộ để mà tiếp tục đào Ethereum Proof Work Đó chính là cái hội thứ nhất là f 2 Thứ hai là Pooling và thứ ba là BTC.com Thì cái chuỗi mới này đã khi mà tách ra rồi, được có phải y chang như chuỗi cũ hay không Chúng ta thật ra vẫn chưa có hiểu rõ hiện tại Cơ chế đồng thuận giống như là cơ chế đốt đồng EM ERP 1559 khi mà họ tách ra thì có giống hay không thì cũng chưa rõ bây giờ khi mà có thêm thông tin thì chia sẻ với các bạn và ngoại trừ ba cái pool đào lớn này ra chúng ta thấy được là có bây giờ ba sàn nữa đã, đã bắt đầu cho trade đồng Ethereum Proof Work đồng ETHW này đó chính là sàn FTX sàn MEXC và sàn Bybit À, họ đã bắt đầu cho các bạn trade rồi nhưng mà theo đơn hiểu là các bạn vẫn chưa có thể withdraw được tại vì bây giờ cái mạng lưới đó vẫn chưa có nhưng mà các bạn nên hiểu đó những gì xảy ra đó chính là một số những thợ đào và một số những sàn hỗ trợ nhưng mà điều quan trọng hơn đó là những cái đồng như là USDT đồng tether và USDC thì họ nói là họ vẫn chỉ hỗ trợ Proof of Stake mà thôi trên thời điểm hiện tại có nghĩa là cho dù hiện tượng tách chuỗi xảy ra đó thì chúng ta cũng không có đồng tether và không có đồng USDC trên cái chuỗi đó và những cái đáp lớn như là Chainlink họ nói họ chỉ hỗ trợ Proof of Stake mà thôi có nghĩa là cho dù tách chuỗi đi nữa đó đó hoàn toàn là một đồng mới chứ không phải là đồng Ethereum trước đây sử dụng hệ thống Proof Work hoàn toàn là một cái đồng mới chỉ có là có cùng cái lịch sử blockchain với lại y cũ mà thôi nhưng mà hiểu đơn giản đây sẽ là một cái hệ sinh thái mới và hệ sinh thái này có tồn tại được hay không có tồn tại bao nhiêu lâu và được bao nhiêu những cái ứng dụng ủng hộ chúng ta chưa biết hiện tại khi mà có trong thông tin thì sẽ chia sẻ với các bạn nói chung đó, thì nếu như các bạn là một người mà đang lưu trữ Ethereum thì các bạn có cần quan tâm nhiều hay không thì thật ra nếu như mà có chuỗi tách ra đây thì những bạn nào mà lưu trữ Ethereum cũng sẽ có một đồng Ethereum Proof of Work nếu các bạn sử dụng sàn giống như là sàn FTX, MBXC, Bybit thì các bạn sẽ có đồng đó để có thể trade lấy tiền Nếu các bạn trên sàn khác như là Binance thì Binance và Coinbase thì họ nói là miễn là đó là một cái chuỗi mà được nhiều người ủng hộ Thì có thể là hỗ trợ và đưa các bạn cái đồng đó miễn là nó an toàn Còn các bạn lưu trữ trong ví cá nhân hay là các bạn lưu trữ trong ví chứa lạnh thì các bạn chờ để được thông báo Và tự tách chuỗi để lấy cái đồng đó nhưng mà các bạn nên nhớ là không nên tự trách chuỗi cho dù là có đồng mới cho đến khi nào các bạn thấy mọi người nói là đã an toàn rồi Tại vì một trong những cái khả năng đó là khi có một cái chuỗi tách ra như vậy đó chúng ta có một cái nguy cơ có một cái cuộc tấn công gọi là replay attack, có nghĩa là tấn công replay. Thì tấn công replay là gì? Thì thuận không phải là mọi người mà chuyên về công nghệ nhưng mà tôi có thể chia sẻ với các bạn cách hiểu đơn giản nhất về cái phương diện đầu tư thì hiểu đơn giản đó giống như các bạn nhìn vào cái ví dụ này trên màn hình, chúng ta có mạng lưới BTC đi thì mạng lưới Bitcoin đó tách ra làm hai giống như chúng ta trước đây thấy là Bitcoin, Bitcoin Cash gì đó thì chúng ta có Bitcoin và Bitcoin Cash xưa đi thì chúng ta có thể được là mạng lưới tách ra làm hai thì mạng lưới thứ nhì này đó các bạn có thể nhận được cái đồng miễn phí thì các bạn cảm thấy được là tự nhiên ở đâu mà có tiền miễn phí thì các bạn đem đi di chuyển hay là đem đi bán thì các bạn khi mà di chuyển để mà bán đó các bạn sẽ điều rồi các bạn cần phải thông báo với lại mạng lưới có nghĩa là broadcast cái giao dịch của các bạn thì khi mà các bạn thông báo như vậy các bạn cần phải chứng minh các bạn là người sở hữu đồng đó có nghĩa là dùng khóa cá nhân của các bạn để mà gửi đi để mà bán thì nếu như mà một, một ai đó đó muốn tấn công các bạn trong thời điểm đó và cái mạng lưới mới không được an toàn đó thì họ có thể là dùng cái thông tin thông báo của các bạn để mà di chuyển cái đồng trong cái ví kia của các bạn đang lưu trữ cái đồng Bitcoin thật Tại vì sao họ làm được như vậy? Tại vì cả hai đó thì đều cùng một cái địa chỉ ví cùng một cái lịch sử cho nên họ có thể dùng cách này để mà tấn công lại và di chuyển đồng các bạn đi một cái địa chỉ khác thì hiểu đơn giản hơn đó thùng làm một ví dụ đơn giản với các bạn giống như chúng ta có hai ống khóa đi thì một người muốn mở ống khóa này đó họ không hề biết được chìa khóa là như thế nào để mở ống nhưng mà khi nào mà một ai đó đó dùng chìa khóa để mà mở miễn là Miễn là hai ống khóa này giống nhau Thì cái người mà có ý đồ xấu đó họ có thể là copy lại thêm một chìa khóa khác Và có thể dùng chìa khóa đó để mở cái ống khóa kia Tại vì hai ống khóa đều giống nhau Cho nên đây là một trong những cái nguy hiểm mà các bạn cần phải suy nghĩ đến Và các bạn chỉ cần là chờ đợi cho đến khi nào mọi người thông báo đó là đã có cái sự an toàn trên mạng lưới mới rồi Thì lúc đó các bạn hãy di chuyển đồng mới khi mà có thêm thông tin Hùng sẽ chia sẻ với các bạn Nói chung đó, đây là một cái đợt tách chuỗi nếu như mà xảy ra Và cũng không ảnh hưởng gì liên quan đến cái chuỗi hiện tại của Ethereum Nói chung khi mà tách ra rồi đó thì ngoại trừ là hai cái chuỗi có cùng một lịch sử trước đây mà thôi Còn lại đó các bạn có thể nghĩ đơn giản đây là một cái đồng hoàn toàn mới Sẽ có hệ sinh thái mới và sẽ có cái sự hỗ trợ mới cũng như, như là gần đây các bạn thấy được chúng ta có Luna rồi sau đó tách ra làm hai Luna và Luna Classic thì Hai cái đó đó tuy là trước đây có cùng một lịch sử nhưng mà bây giờ giống như là hai mạng lưới hoàn toàn khác nhau vậy. Cộng đồng cũng sẽ khác, hệ sinh thái cũng sẽ khác. Ether bây giờ đã trở thành hệ thống proof stake rồi và cập nhật rất thành công. Đó là điều thông muốn chia sẻ với các bạn ở đây. Nhưng mà cái thường nói đây đó là thành công về cái phương diện công nghệ mà thôi. Đương nhiên như bạn nói là thấy là giá của Ether đó lại đi xuống khá là nhiều thì chuyện gì xảy ra vậy? Trước khi chúng ta nói về giá đó, tôi muốn chia sẻ thêm một số tài liệu với các bạn. Thì đây là cái tài liệu đến từ Crypto Khoan thì cho thấy được đó là sau khi mà Ethereum chuyển vào Proof of Stake đó thì đã thấy rất rõ ràng là đây là độ khó của Ethereum thì độ khó đào đã xuống còn con số 0. Đương nhiên rồi tại vì tới thời điểm bây giờ thì sẽ không còn đào nữa. Và tất cả những lốc mới của Ethereum Bây giờ điều tạo ra trên cái hệ đồng thuận Proof of Stake Hệ thống chứng minh cổ phần chứ không phải là hệ thống đạo nữa Và điều này có nghĩa là gì? Một trong những yếu tố đó quan trọng không phải là liên quan trực tiếp với giá bây giờ Mà các bạn cần phải thấy được một điều rất là quan trọng đối với Thuận Đó chính là Ethereum là một đồng mà không có giới hạn tổng số nguồn cung Có nghĩa là nguồn cung thì cứ được tạo ra dựa theo tốc độ đào trước đây Thì bây giờ chuyển qua hệ thống Proof of Stake thì cái nguồn cung cũng sẽ được tạo ra thông qua hệ thống mới thì nguồn cung của Ethereum sẽ tăng theo thời gian nhưng mà sau khi mà chuyển qua Proof of Stake rồi đó thì cái phần trăm lạm phát giảm đi ước tính là khoảng 90% thì điều này rất là quan trọng tại vì các bạn cũng đã biết là ngoại trừ là phần trăm lạm phát giảm đó Ethereum cũng có hệ thống đốt có nghĩa là hệ thống EIP 1559 thì các bạn đã thấy được đây đó là một cái biểu đồ đại diện cho tổng số nguồn cung của Ether thì các bạn thấy được là Ethereum đã có khoảng 120 triệu đồng và mãi cho đến cái lúc mà đầm mơ xảy ra đó đã lên tới là 120 triệu 521 106 Ether rồi sau đó như thế nào sau đó các bạn thấy được là cái đường màu xanh này đã hầu như là đi ngang không có cái sự tăng trưởng nữa tại vì sao vậy tại vì sau khi mà chuyển qua hệ thống Proof of Stake đó cái phần trăm lạm phát đã giảm xuống rất là nhiều Thêm vào đó đó là hiện tượng đốt đồng xảy ra dẫn đến là từ tối hôm qua tới bây giờ đó tổng số nguồn cung của Ether không những không tăng mà còn giảm 52 Ether nữa. Và các bạn có nghĩ đi, bây giờ hệ thống này mới vừa chuyển qua prostate mà thôi. Bây giờ vẫn chưa có nhiều giao dịch và bây giờ là một thời gian ảm đạm trong thị trường crypto. Các bạn có nghĩ đến những lúc mà sôi động hơn, à, có nhiều những giao dịch liên quan tới NFT hay là những cái đồng được uh, tạo ra và di chuyển trên mạng lưới của Ether thì số lượng đốt sẽ nhiều hơn và Ethereum nó hoàn toàn có thể đi vào giảm phát. Bây giờ cũng là giảm phát nhưng mà không phải là nhiều lắm. Nói chung, điều quan trọng đầu tiên các bạn uh, nên hiểu ở đây đó là sau khi merge tới thì đến bây giờ tổng số nguồn cung của Ether không tiếp tục tăng nữa đó là cơ chế hiện tại của Ethereum và thêm vào đó đó chuyển qua hệ thống Proof Stake thì đương nhiên không còn đào khi không còn đào đó sẽ sử dụng ít năng lượng hơn và dựa theo cái thuyết này của Vitalik đó thì nói là sau khi chuyển qua hệ thống Proof Stake thì đã giảm đi cái số lượng nguồn điện sử dụng trên thế giới này là 0,2% có nghĩa là và nói là đào y tờ đó tốn khoảng chừng 0,2% của tổng nguồn điện trên thế giới Tôi không biết là cái con số này nó có chính xác hay là không Nó thấy cũng hơi là nhiều đó đối, đối với Thuận à, Nhưng mà đây là con số được chia sẻ bởi bà lịch Nói chung thì thật sự là sau khi chuyển qua Proof thì sẽ không đào nữa Sử dụng ít tăng lượng hơn nhưng mà có phải con số này hay không Thì chúng ta không có rõ Chúng ta cứ thể là tin tưởng và và lịch hiện tại mà thôi Tại vì các bạn nên biết đó là thế giới này không có sự thật, chỉ có nhận thức. Đây là câu nói nổi tiếng của Gustave Flaubert. Nếu như mà sự thật không thay đổi đó thì hãy chú tâm thay đổi nhận thức. Thì lý do cho thân chia sẻ cái câu này với các bạn để thân chia sẻ để các bạn hiểu rõ hơn. Và Thalic chia sẻ thông tin này rất là thông minh. Tại vì sao? Tại vì lý do Ethereum chuyển qua để mà sử dụng hai Proof Stake đó không phải duy nhất chỉ vì là giảm năng lượng đào mà thôi. Lý do tại sao mà Ethereum chuyển thành hệ thống Stake đó là để cạnh tranh với những cái nền tảng khác và để mở rộng cái mạng lưới của Ethereum nếu như mà muốn nhanh hơn và giảm phí đó thì chưa phải là bây giờ được cần phải có thêm cập nhật mà những cập nhật đó đó chỉ có thể có trên mạng lưới của Stake cho Ethereum thôi giống như là Sharding chẳng hạn. Nhưng mà và Thalic thì hiểu là những công ty, những nhà đầu tư bây giờ đó thì họ không muốn dính vào những đồng nào mà có thể là bị chỉ trích là sử dụng nhiều năng lượng, tiêu hao năng lượng nhiều. Nhiều công ty bây giờ đó thì có những cái quy định họ phải đi theo về năng lượng. Cho nên các bạn đã nhớ là năm ngoái đó, ngay cả Tesla thì chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin. Nhưng mà sau đó có thể là bị áp lực đến từ những cái nhà đầu tư. Cho nên đã nói là ngưng không cho thanh toán sử dụng Bitcoin trong thời gian này cho đến khi nào Bitcoin sử dụng ít năng lượng hơn hay là sử dụng năng lượng xanh hơn. À, cho nên và lực tôi nghĩ là hiểu được là những nhà đầu tư thông thường họ quan tâm đến điều gì, họ không quan tâm đến là proof stake hay là proof work, họ không quan tâm đến là sharding hay là không hay là mở rộng mạng lưới như thế nào, sử dụng giao thức gì, họ quan tâm đến à, bây giờ đó là cái nguồn điện ra sao. Cho nên và lực mới chia sẻ thông tin này. Cho nên thường mới nói với các bạn đó là không có sự thật, chỉ có nhận thức mà thôi. Nếu như mà sự thật đó không thay đổi thì chúng ta cần phải theo đổi nhận thức để thuần chia sẻ thêm để các bạn hiểu các bạn đã thấy được là sau khi mà chuyển qua hệ thống Proof Stake thì có rất nhiều những cái bài báo nói riêng về việc là Ethereum bây giờ đã là một đồng mà xanh hơn, một đồng mà siêu ít năng lượng hơn giống như là bài này của CNN Business, bài này à, của The Verge cũng chú tâm về sử dụng năng lượng, bài này của Forbes cũng chú tâm về sử dụng năng lượng, bài này của Political cũng chú tâm về sử dụng năng lượng nói là Ethereum đã xanh hơn. Cho nên đây là một trong những cái nhận thức mà và Vitalik muốn mọi người liên tưởng đến khi mà nghĩ đến Ethereum mặc dù chuyển thành Proof Stake không phải chỉ riêng về việc là sử dụng ít năng lượng hơn vì nhiều lý do khác nhưng mà đây lại là cái điểm nhấn của và Vitalik trong cái thuyết đó bạn cũng đã thấy tại sao rồi được rất là nhiều những bài báo ca ngợi về cái sự kiện này và đương nhiên sẽ có nhiều công ty nhiều nhà đầu tư đã cảm thấy là an tâm hơn khi mà đầu tư vào một cái đồng nào đó xuyên ít năng lượng hơn cho dù các bạn có đồng ý với cách nhìn này hay là không đó Đó cũng không quan trọng Quan trọng là những người khác nhận thức của họ Đã thay đổi hơn Ít ra những bài báo này đó đã có một cái gì đó Hỗ trợ cái việc đã thay đổi nhận thức của nhiều người Và đây cũng là lý do tại sao mà các bạn thấy được là những công ty như là Michael của Michael Saylor đó lại thành lập cái hiệp hội đạo BTC Tại vì đạo Bitcoin đó tốn rất nhiều năng lượng Đó là sự thật cho nên không có nào thay đổi được, nó là Bitcoin không dùng nhiều năng lượng, Bitcoin thực sự dùng rất nhiều năng lượng. Nhưng mà nếu như mà không thể thay đổi được sự thật đó đó thì phải chú tâm thay đổi nhận thức cho nên chúng ta mới thấy là Michael uh, Strategy mới thành lập cái uh, hiệp hội Đào BTC để cho những công ty đó đó cung cấp những dữ liệu là sử dụng bao nhiêu năng lượng xanh, năng lượng sạch để thay đổi cách nhìn của mọi người về Bitcoin. Cho đến bây giờ đó thông cảm thấy được là vẫn 50 50 thật ra Phần nửa người à, vẫn không tin và vẫn nghĩ là Bitcoin là cái gì đó rất là tai hại cho môi trường Phân nửa người kia thì mình cảm thấy là cũng đã hiểu hơn một chút rồi Như là thường cũng cố gắng để mà chia sẻ với các bạn à, Để các bạn có thêm những nhận thức khác về đào BTC như thế nào tôi sẽ không lặp lại trong video này tại vì chủ yếu thường muốn nói về Ethereum Nhưng mà các bạn thấy được là những công ty mà cũng dựa theo à, những cái nhận thức đó chính là Tesla Tesla đó, nếu các bạn Tìm hiểu kỹ hơn nữa thì các bạn cần phải đặt ra những câu hỏi có thật sự là Tesla giúp đỡ nhiều cho cái việc bảo vệ môi trường hay là không. À, tại vì các bạn thì được là Tesla tuy là xe điện nhưng mà điện nên thì đến từ đâu. Các bạn cũng phải hiểu được là Tesla là xe điện thì xe điện dùng pin, pin dùng cái gì để mà tạo ra. Nhưng mà không quan trọng, quan trọng hơn nữa là nhiều người có nhận thức là lái Tesla sẽ là một cái gì đó giúp đỡ cho thế giới nó xanh tươi hơn Như đó đã đủ rồi Sự là không quan trọng bằng nhận thức Đó là điều tôi muốn chia sẻ đây với các bạn Giống như là chúng ta thấy được là BTC đào Thực sự là dùng nhiều năng lượng nhưng mà so sánh với lại việc đào vàng đi Thì đương nhiên BTC dùng năng lượng không bằng đào vàng Đây là cái thống kê được chia sẻ bởi trường đại học Cambridge Là một trường rất nổi tiếng trên thế giới Nhưng mà phần lớn mọi người thì không có phàn nàn về đào vàng dùng nhiều năng lượng chỉ phàn nàn về BTC mà thôi tại vì nhận thức về đào vàng đó thì tốt hơn BTC hiện tại đó là điều mà Michael Stry chỉ muốn thay đổi nếu như các bạn so sánh cái năng lượng sử dụng đào BTC thì tuy là không ít nhưng mà so sánh với những cái năng lượng khác như năng lượng sử dụng máy lạnh thì nhiều rất là nhiều so với lại BTC à, năng lượng để mà sử dụng để mà tạo xi măng nó cũng rất nhiều để mà tạo những cái như là sắt đồng thì cũng rất nhiều luôn và đây là cái so sánh sử dụng năng lượng của btc so với lại những cái khác không nói tới đầu vàng cho nên đã nói tới mấy đây rồi nhưng mà các bạn thấy được là so sánh à, với lại à, những cái máy mà sấy quần áo đó thì máy sấy quần áo sử dụng nhiều năng lượng hơn cả btc cái mà muốn chia sẻ ở đây đó là không phải đúng hay là sai giặt quần áo hay là đào vàng tốt hay là đào BTC tốt cái tôi muốn chia sẻ ở đây đó là những cái bài viết này những cái nỗ lực đến từ MicroStrategy để thay đổi cái nhận thức của mọi người về việc sử dụng năng lượng để đào BTC và đây cũng là tôi nghĩ lý do tại sao bà Thalic chia sẻ cái thuyết này và những bài báo ca ngợi việc Ether chuyển qua thành Proof of Stake rất là xanh tin hay không đó là một chuyện nhưng mà về việc là những cái bài này có thể thay đổi nhận thức của một số người Thì tôi nghĩ là hoàn toàn là có Thường thì đầu tư vào Ether hay BDC Không phải là quan tâm nhiều đến việc là sử dụng năng lượng như thế nào Thường quan tâm đến những cái điều khác Nhưng mà nhiều người thì không nghĩ như vậy Đó là điều tôi muốn nói đây với các bạn và câu hỏi kế tiếp đó là nhiều bạn hỏi là bây giờ đã có Proof Stake rồi Khi nào thì cái số lượng Ethereum Staking sẽ trả cho những người mà tham gia vào Staking Tại vì các bạn đã biết là Thuận và nhiều bạn cũng đã tham gia vào Staking Ethereum đã hơn một năm rồi Khi các bạn gửi vào Beacon Chain đó thì không lấy ra được cho đến khi nào mà Ether hoàn thành chuyển thành Proof Stake thì bây giờ điều đó xảy ra có phải là mọi người sẽ nhận lại cái số tiền staking đó rồi đâm lên thị trường khiến cho giá xuống rất nhiều hay không? Thì câu trả lời là không phải sau khi mà có the merge rồi đó chúng ta cần phải chờ thêm 6 tháng tới một năm nữa thì mới lấy được cái số tiền staking ra cần phải có thêm một cập nhật nữa đó chính là cập nhật Shanghai tại vì bây giờ đó chỉ là cái bước đầu tiên của Ether mà thôi chuyển thành Proof of Stake à, những người nào mà sử dụng Ethereum hôm nay đó cũng sẽ thấy được là cái phí cũng không có giảm tại vì sao tại vì hôm nay chỉ là chuyển qua hệ thống proof stake mà thôi. Rồi bước kế tiếp đó chính là cái bước để mà có những cái cập nhật như là sharding để cho Ether có thể nhanh hơn và phí thấp hơn. Bây giờ vẫn chưa, chờ thêm một cập nhật nữa. Bây giờ chỉ là cái bước đầu tiên trong cái con đường proof stake của Ether mà thôi. Và chuyển qua proof stake nghe hay như vậy thì có những cái lo lắng gì hay là không thì cũng có nhiều lo lắng để thường chia sẻ với các bạn. Đầu tiên hết là nhiều người đang nhận ra là từ hôm qua tới bây giờ đó chúng ta thấy được là phần lớn cái số lượng uh, block đó được tạo ra, các bạn thấy trên màn hình là 42% được tạo ra bởi hai đơn vị mà thôi, đó chính là Coinbase và Lido. thì uh, Coinbase chiếm 14,5% và Lido chiếm 27,5%. thì nhiều người chỉ trích là sau khi chuyển thành Proof of Stake thì Ethereum trở thành là quá tập trung, tại vì chỉ hai đơn vị thôi đã quản lý 42% của tổng số block rồi. thì uh, đương nhiên đó là cái sự thật từ hôm qua tới bây giờ Thuân thì chỉ hy vọng là đây chỉ là cái sự bắt đầu mà thôi Bắt đầu bây giờ chúng ta sẽ có thêm nhiều người tự chạy cái máy nô cho mình Nhiều những cái hội tham gia vào staking hơn Thì cái phần trăm này sẽ phân bổ ra một cách nó phi tập trung hơn Bây giờ ngay thời điểm này thì Coinbase và Lido chiếm phần trăm lớn nhất vì cái số lượng lock được tạo ra và đương nhiên cái sự lo lắng ở đây là có phải quá tập trung hay không thì chờ thêm một hai tuần nữa chúng ta sẽ thấy tình hình mới như thế nào Tôi sẽ chia sẻ thêm với các bạn về Ether Let's go Yo I'm like an addict, do I gotta have it I ain't even playing, got a really bad habit If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet Lose, won't have it till I'm doomed in a casket I ain't playing, gotta...